Khám phá sự thật đằng sau những cáo buộc về Lê Tùng Vân, người đã lợi dụng những đứa trẻ được gắn mác mồ côi để trục lợi cá nhân tại tỉnh Thất Bồng Lai. Theo điều tra của Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Long An, phần lớn những đứa trẻ này thực chất có quan hệ huyết thống với ông Vân. Điều này đã dẫn đến việc khởi tố ông về tội loạn luân. Ngoài ra, kết quả giám định ADN có liên quan đến quyền con người, quyền nhân thân của những cá nhân, nhất là những trẻ em ở tỉnh Thất Bồng Lai, bị trưng cầu giám định, nên kết quả này đã không được công bố công khai. Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Thầy ông nội Lê Tùng Vân ở tỉnh Thất Bồng Lai bị khởi tố tội loạn luân. Trong 3 tội danh mà cơ quan chức năng huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã tiến hành khởi tố đối với ông Lê Tùng Vân, bao gồm lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, tổ chức cá nhân, tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội loạn luân, thì tội loạn luân là tội gây bức xúc trong dư luận xã hội nhiều nhất. Trước đó, hồi trung tuần tháng 9 năm 2022, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Long An đã ra quyết định phục hồi giải quyết nguồn tin về tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Để có căn cứ giải quyết tố cáo ông Lê Tùng Vân và những cá nhân sinh sống tại hộ Cao Thị Cúc có hành vi giả sư, giả trẻ mồ côi để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các mạnh thường quân. Ngày 24 tháng 9 năm 2022, Cơ quan An ninh Điều tra đã ra quyết định trưng cầu giám định ADN với 27 người, 17 mẫu người lớn, 10 mẫu trẻ em, tại tỉnh Thất Bồng Lai. Đến ngày 7 tháng 10 năm 2022, Phân viện Khoa học Hình sự tại thành phố Hồ Chí Minh đã có kết luận giám định. Đến ngày 13 tháng 10 năm 2022, Cơ quan An ninh Điều tra đã tổ chức công bố kết luận giám định ADN trên đối với ông Lê Tùng Vân và những người sinh sống tại địa chỉ số 191A, ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Tuy nhiên, quá trình công bố kết luận giám định ADN tại địa chỉ số 191A, ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, những người sinh sống tại đây có thái độ không hợp tác. Cơ quan An ninh Điều tra đã tiến hành lập biên bản có chứng kiến của ban ngành đoàn thể chính quyền địa phương. Cùng ngày 13 tháng 10 năm 2022, Cơ quan An ninh Điều tra ra quyết định khởi tố vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản, được quy định tại Điều 174 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Theo Cơ quan An ninh Điều tra, kết quả giám định ADN có liên quan đến quyền con người, quyền nhân thân của những cá nhân bị trưng cầu giám định, nên kết quả này đã không được công bố công khai. Mới đây, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Long An đã chính thức tiến hành khởi tố tội loạn luân đối với bị án Lê Tùng Vân, 92 tuổi, trú tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Con trai tố cáo thầy ông nội Lê Tùng Vân trên sóng livestream của bà Phương Hằng. 3 năm trước, các hành vi sai trái của ông Lê Tùng Vân đã được cộng đồng mạng đặt vấn đề tố cáo dưới nhiều hình thức. Trong đó, đặc biệt gây chú ý là trường hợp của anh Lê Thanh Minh Tùng, sinh năm 1985, người tự xưng là con trai của ông Lê Tùng Vân. Chiều ngày 24 tháng 10 năm 2021, anh Minh Tùng đã bất ngờ xuất hiện trong livestream của bà Nguyễn Phương Hằng, thời điểm đó đang là CEO công ty cổ phần Đại Nam. Trong buổi livestream này, anh Minh Tùng đã tố cáo thầy ông nội Lê Tùng Vân, khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Trong livestream, anh Tùng cho biết, những đứa trẻ từng được nuôi dưỡng ở tỉnh Thất Bồng Lai đều là con cháu ruột của thầy ông nội Lê Tùng Vân. Anh Tùng cho biết, mỗi lần có các mạnh thường quân hay nhà báo tới, ông Vân thường soạn sẵn các câu hỏi và yêu cầu các bé học thuộc câu trả lời. Khi tham gia các game show truyền hình, ông Vân sẽ để các bé giới thiệu là trẻ mồ côi, mục đích nhằm lôi kéo sự thương cảm của dư luận. Ông Lê Tùng Vân là một người giả sư, tỉnh Thất Bồng Lai không phải là chùa, trục lợi từ thiện, đem các con ruột ra để nói là không có cha mẹ, anh Tùng khẳng định trong buổi livestream. Cũng trong buổi livestream, bà Phương Hằng nói rằng, tôi sẽ cho xe đưa các bác sĩ về tận nơi để thử ADN cho ông, ý nói ông Lê Tùng Vân. Nếu ông trong sạch, tôi cho ông 20 tỷ dưỡng già. Tôi làm như vậy không phải để mỉa mai ai cả, tôi chỉ muốn cứu mấy chục con người đang sinh sống ở đó thôi, ý nói thiền am bên bờ vũ trụ. Những ngày qua, tôi không ngủ được, cứ suy nghĩ mãi về việc này.
ông Lê Tùng Vân, khi ông réo đến tên tôi, vậy ông hãy đứng ra chứng minh sự trong sạch của bản thân đi, để cho những người chỉ trích ông suốt những năm tháng qua phải hối hận. Ông đã lên tiếng như vậy rồi, thì chẳng còn lý do gì ông từ chối việc xét nghiệm ADN nữa nhỉ? Kèm theo đó, bà Hằng đưa ra danh sách 10 người cần xét nghiệm ADN với ông Lê Tùng Vân. Ông Lê Tùng Vân cho biết, 40 năm trước, em gái ruột của tôi tên là Lê Thị Thu Vân. Khi đó, cô ấy còn sống. Trong một lần tới bệnh viện, được người ta cho một đứa trẻ vừa chào đời, nhưng bị bố mẹ bỏ rơi. Bà Vân đã mang nó về nhà và nhờ tôi đặt tên. Đó chính là Lê Thanh Minh Tùng của hiện tại. Cả cuộc đời tôi chỉ liên quan đến Tùng, duy nhất việc đặt tên. Tôi cũng không nuôi nó được ngày nào. Mối quan hệ của tôi và Tùng cũng chấm dứt từ 40 năm trước rồi. Đặc biệt, ông còn lên tiếng nhắn nhủ đến bà Hằng. Phương Hằng con giúp thầy chứng minh theo lời của Lê Thanh Minh Tùng, chứng minh thầy là cha ruột của Lê Thanh Minh Tùng. Để làm chi? Để thầy bù lại tội lỗi của thầy lúc còn trẻ. Em gái thầy chết từ lâu rồi, bây giờ con làm sao chứng minh cho mọi người thấy được Lê Thanh Minh Tùng là con ruột của thầy và thầy là cha ruột của Minh Tùng. Lê Thanh Minh Tùng sau đó tiếp tục lên tiếng. Cha nói con không phải con của cha cũng không sao. Minh Tùng không phải con của cha càng tốt, con càng mừng. Vì cha biết sao không, tương lai của con, của Minh Tùng sẽ không dính líu gì đến cha cả. Nếu thực sự Minh Tùng không phải là con của ông Tùng Vân thì có phước quá. Nhưng chắc không phải vậy đâu, Minh Tùng xui tận mạng rồi. Nhấn mạnh việc mắng cha là đại bất hiếu, nhưng anh không thể làm ngơ trước tội lỗi của người sinh ra mình. Minh Tùng cũng khuyên cha nên nhận kèo 20 tỷ của bà Hằng nếu bản thân không có điều gì muốn che giấu. Thời điểm đó, dư luận và nhất là bà Nguyễn Phương Hằng cho rằng ông Lê Tùng Vân nên đi xét nghiệm ADN để chứng minh sự trong sạch của bản thân. Tối 1 tháng 11 năm 2021, bà Phương Hằng đã có chia sẻ trên trang cá nhân có dấu tích xanh sẽ đích thân đến thăm Thiền Am bên bầu vũ trụ. Nếu thầy ông nội, ông Lê Tùng Vân không lên tiếng, thứ năm tôi sẽ thông báo chính quyền sẽ đến thăm thầy ông nội để học cách thành Phật nhé. Trước đó, bà Phương Hằng cho biết sẽ thuê một đoàn bác sĩ đến Thiền Am bên bờ vũ trụ, lấy máu của ông Lê Tùng Vân và 10 người tại đây để xét nghiệm ADN. Đồng thời, nếu thông tin có gì sai lệch, không đúng, vu oan cho ông Vân, nữ doanh nhân sẽ tặng ông 20 tỷ để bù đắp danh dự. Tuy nhiên, ông Lê Tùng Vân lên tiếng cho biết chỉ đồng ý xét nghiệm ADN với Lê Thanh Minh Tùng, chứ không chấp nhận xét nghiệm với những người khác. Sau đó, bà Phương Hằng tiếp tục lên tiếng gay gắt, đề nghị ông Lê Tùng Vân xét nghiệm ADN với những người ở Thiền Am bên bờ vũ trụ để chứng minh sự trong sạch của mình. Nếu có gì oan sai hoặc không đúng, nữ doanh nhân sẵn sàng đền bù 300 tỷ tiền danh dự cho ông. Nói là làm, sáng ngày 4 tháng 11 năm 2021, trước khi đoàn xe của bà Nguyễn Phương Hằng đến tỉnh Thất Bồng Lai, thì hàng chục YouTuber đã đến trước khiến Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã phải lên kế hoạch cắt cử cán bộ xuống hiện trường, đảm bảo an ninh trật tự. Đại diện Công an huyện Đức Hòa cho biết đã cắt cử lực lượng xuống hiện trường. Tuy nhiên, những người có mặt tại đây không đập phá, không chửi bới ai, mà họ chỉ đưa điện thoại lên quay phim và tự nói chuyện một mình. Những người tập trung tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây không phải gây rối trật tự công cộng, nên công an không xử lý được. Trong quá trình đó, những người sống trong tỉnh Thất Bồng Lai không xuất hiện và đóng kín cửa. Cũng theo Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, đại diện của bà Nguyễn Phương Hằng đã có thông báo với Công an huyện Đức Hòa trước khi đến Thiền Am bên bờ vũ trụ để tìm gặp ông Lê Tùng Vân. Tuy nhiên, trong thông báo, phía bà Phương Hằng không nói lý do đến đây làm gì. Bà Hằng có đến khu vực Thiền Am bên bờ vũ trụ, nhưng bà chỉ ngồi trên xe dừng lại một lúc rồi rời đi. Sau đó, đám đông tự giải tán. Tất cả những người bên ngoài Thiền Am bên bờ vũ trụ đều không thể biết được ông Lê Tùng Vân hiện có còn ở trong đó hay không. Thầy ông nội Lê Tùng Vân bị Công an huyện Đức Hòa khởi tố. Sau thời gian điều tra, củng cố bằng chứng, ngày 5 tháng 1 năm 2022, cơ quan tố tụng Công an tỉnh Long An đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với ông Lê Tùng Vân, tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của tổ chức cá nhân, và xem xét củng cố để khởi tố về tội loạn luân. Ngày 2 tháng 6 năm 2022, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Long An đã ban hành bản kết luận điều tra vụ án hình sự liên quan đến vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân xảy ra tại tỉnh Thất Bồng Lai, ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Trước đó, 6 bị can: Lê Tùng Vân 90 tuổi, Lê Thanh Hoàng Nguyên 32 tuổi, Lê Thanh Nhất Nguyên 31 tuổi, Lê Thanh Trùng Dương 27 tuổi, Lê Thanh Nhị Nguyên 24 tuổi,
bà Cao Thị Cúc, 62 tuổi, đều bị cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Long An khởi tố về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Theo kết luận điều tra, bị can Lê Tùng Vân là người có vai trò tổ chức chỉ đạo để hai bị can Nhất Nguyên và Nhị Nguyên tạo ra các tài khoản mạng xã hội. Các tài khoản này được dùng để đăng tải các video clip chứa nội dung vi phạm pháp luật, gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Bản thân Lê Tùng Vân cũng là người trực tiếp có những lời nói, phát ngôn, xuyên tạc giáo lý, xúc phạm Phật giáo, xúi dục mọi người không tôn trọng tôn giáo và luật pháp trên các tài khoản mạng xã hội này. Các bị can Nhất Nguyên, Hoàng Nguyên, Thanh Nguyên, Trùng Dương và Nhị Nguyên được xác định có vai trò là người thực hành theo sự chỉ đạo của bị cao Vân để tạo lập, quản lý, sử dụng các tài khoản mạng xã hội và cùng dàn dựng, biên tập video clip có chứa nội dung vi phạm trên. Còn bị can Cao Thị Cúc là người đã thực hiện chỉ đạo của bị can Vân để trực tiếp tham gia thực hiện những nghi thức, thủ tục cúng bái, quy lạy trong các clip, đồng thời trực tiếp tham gia và có lời nói xuyên tạc, xúc phạm uy tín của Công an huyện Đức Hòa. Trong quá trình lừa bịp dư luận kéo dài nhiều năm của nhóm người ở tỉnh Thất Bồng Lai nhằm vận động quyên góp từ thiện, vai trò của Lê Thanh Hoàng Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương, Lê Thanh Nhị Nguyên rất đặc biệt. Đây là nhóm đệ tử có hiểu biết mạng xã hội, là đạo diễn của nhiều chiêu trò tinh vi nhằm lôi kéo sự ủng hộ của các mạnh thường quân. Những người này cùng với một số phụ nữ tại tỉnh Thất Bồng Lai đã soạn kịch bản đào tạo những đứa trẻ mạo nhận là trẻ mồ côi, hướng dẫn ông Lê Tùng Vân cùng những cá nhân khác diễn, rồi thay phiên quay clip chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội để đánh động lòng thương cộng đồng, từ đó trục lợi tiền từ thiện. Một số kênh YouTube, trang fanpage trước đây để số tài khoản của Hoàng Nguyên, Nhất Nguyên để nhận các khoản tiền từ thiện, nhưng từ khi cộng đồng bức xúc thì đã tháo bỏ. Theo một nguồn tin, để trục lợi từ thiện trong thời gian dài, nhóm tỉnh Thất Bồng Lai có phân công nhiệm vụ cụ thể từng người và thực hiện rất tinh vi quy củ. Trong đó, Lê Thanh Trùng Dương là con của bà Cao Thị Cúc, là một trong những người quản lý tài chính nguồn tiền từ thiện đổ về. Sau khi các bị can Lê Tùng Vân cùng Hoàng Nguyên, Nhất Nguyên và Trùng Dương bị khởi tố bắt tạm giam, thì Lê Thanh Nhị Nguyên tiếp tục trở thành đạo diễn của vở kịch mang tên Tỉnh Thất Bồng Lai. Nhị Nguyên đã quay, chia sẻ những clip trên mạng xã hội về những đứa trẻ, những hoạt động tại tỉnh Thất Bồng Lai để tranh thủ sự ủng hộ của một số người cũng như các khoản từ thiện. Nhị Nguyên cũng có phản ứng kêu gọi những người ủng hộ tham gia lên tiếng phản đối về tiến trình điều tra của cơ quan công an nhắm đến các cá nhân của tỉnh Thất Bồng Lai. Những chiêu trò của thầy ông nội Lê Tùng Vân bị lật tẩy. Tại cuộc họp báo quý 4 do Bộ Nội vụ tổ chức vào chiều 5 tháng 11 năm 2021, đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ đã nhận được câu hỏi của báo chí về hoạt động của tỉnh Thất Bồng Lai sau đổi tên thành Thiền Am bên bờ vũ trụ tại xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Đây là một nơi có sinh hoạt tôn giáo gây ồn ào dư luận mấy năm qua, từng nhận được sự ủng hộ của nhiều nhà hảo tâm nhưng cũng gây nghi ngờ về tính vụ lợi. Trước đó, ngày 4 tháng 11 năm 2021, hàng ngàn người đã kéo đến tụ tập khi hay tin nhân vật gây tranh cãi khác là bà Nguyễn Phương Hằng, Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đại Nam, từ Bình Dương kéo xuống ăn thua đủ với ông Lê Tùng Vân, người của tỉnh Thất Bồng Lai. Ông Nguyễn Tiến Trọng, Phó trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ cho biết, tỉnh Thất Bồng Lai bản chất là nhà ở cá nhân của bà Cao Thị Cúc, rồi tự ý chuyển thành nơi thờ tự bất hợp pháp. Trước phản ứng của dư luận, Ban Tôn giáo Chính phủ đã có văn bản gửi Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Sở Nội vụ tỉnh Long An. Phúc đáp, Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết tỉnh Thất Bồng Lai không phải là điểm thờ tự do giáo hội quản lý. Đồng thời, giáo hội đề nghị chính quyền kiểm tra chấn chỉnh vì ảnh hưởng không tốt đến Phật giáo. Về phía tỉnh Long An, chính quyền đã tiến hành kiểm tra kết luận một số sai phạm như xây nhà trên đất trồng lúa. Về các cá nhân liên quan, tại đây có bà Cao Thị Cúc, chủ nhà và ông Lê Tùng Vân sống cùng với 8 trẻ em. Trong số này, 6 em có quan hệ ruột thịt, còn 2 em được gọi là con nuôi, nhưng đối chiếu theo quy định thì chưa đủ điều kiện để công nhận. Vụ việc này có dấu hiệu lợi dụng tôn giáo để trục lợi. Bà Cao Thị Cúc và ông Lê Tùng Vân thừa nhận chỉ là nơi thờ tự cá nhân. Tuy nhiên, thực tế họ treo biển và sinh hoạt tôn giáo như chùa, ông Trọng nói. Mỗi khi nhắc đến tỉnh Thất Bồng Lai, nhiều người hay đề cập cụm từ thầy ông nội để nói về Lê Tùng Vân. Thời điểm ông này chưa bị Tòa án Nhân dân huyện Đức Hòa, tỉnh Long An xét xử. Vậy ai là người đã dựng nên vụ thầy ông nội ở tỉnh Thất tự xưng này? Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Long An,
Trên cơ sở kết quả giám định, cơ quan chức năng xác định có 5 clip đăng tải trên 2 tài khoản YouTube chứa nội dung vi phạm. Trong đó, clip với tên gọi Năm Chú Tiểu phần 2, Người lớn mừng tuổi, Thầy ông nội ngày mùng 1 Tết. Đăng tải ngày 2 tháng 7 năm 2019 đã mạo danh mạo xưng Đức Phật, xúc phạm sự uy nghiêm của Phật giáo. Bị can Lê Tùng Vân khai nhận tham gia trực tiếp trong clip này. Người quay phim là hai bị can Lê Thanh Hoàng Nguyên và Lê Thanh Nhất Nguyên. Bị can Lê Thị Cúc chuẩn bị đồ hậu vàng cho ông Lê Tùng Vân mặc, ngồi trước tượng Phật và lư hương để một số người quỳ lạy thắp nhang. Trong lúc quỳ lạy, bị can Lê Thu Vân nói: "Kính lạy Đức Thầy Bổn Sư Giáo Chủ, giải thoát hiện sinh, truyền đạo, hồng hạc vân du." Sau khi quay xong clip, Hoàng Nguyên và Nhất Nguyên trình cho ông Lê Tùng Vân xem lại và thống nhất trước khi thầy ông nội cho phép đăng lên tài khoản YouTube Năm Chú Tiểu Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ. Bị can Hoàng Nguyên xác định các nghi thức thủ tục cúng bái quỳ lạy được thể hiện trong clip là do ông Lê Tùng Vân quy định và đặt ra. Mục đích đăng tải lên YouTube được Hoàng Nguyên khai rằng để cộng đồng mạng, người hâm mộ xem hoạt động của nhóm người tại tỉnh thất Bồng Lai Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ. Ngày 31 tháng 12 năm 2021, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Long An ra kết luận giám định về nội dung clip trên. Theo đó, clip có thời lượng 18 phút 41 giây, 452.313 lượt xem và 1.500 lượt bình luận. Trong đó, đoạn từ phút 27 giây đến 2 phút 42 giây đã mạo danh Đức Phật, xúc phạm Phật giáo. Đoạn từ phút 6 phút 6 giây đến 6 phút 13 giây đã mạo xưng Đức Phật. Nhóm người ở tỉnh thất Bồng Lai đã xúc phạm công an huyện Đức Hòa ra sao? Trung tuần tháng 12 năm 2019, tài khoản YouTube Nhất Nguyên Hoàng Nguyên Official đăng tải clip có tên Cầu cứu gấp tỉnh thất Bồng Lai sắp đổ máu, Diễm My bị bắt cóc mất tích tại đồn công an. Trên cơ sở kết quả giám định, cơ quan chức năng xác định clip này chứa đựng thông tin xuyên tạc, xúc phạm uy tín của công an huyện Đức Hòa. Lê Thành Nhất Nguyên là người trực tiếp tham gia và sử dụng điện thoại quay clip, ghi lại sự việc ngày 12 tháng 12 năm 2019 tại công an huyện Đức Hòa. Diễm My mất tích tại đồn công an, giờ là chết rồi. Mất tích tại đồn công an luôn. Không cho, công an không cho, thầy quá ngồi bên kia đón đó. Quay xong, Nhất Nguyên đăng tải lên tài khoản YouTube. Ngoài ra, Nhất Nguyên còn khai nhận các bị can Lê Tùng Vân, Lê Thanh Hoàng Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương, Cao Thị Cúc, Lê Thanh Nhị Nguyên và hai người ở tỉnh thất Bồng Lai là Lê Thanh Nhất Tuệ, Lê Thanh Huyền Trân là những người tham gia sự việc trên. Nhân Nguyên khai nhận đã nói trong clip, yêu cầu công an trả Diễm My ra đây, mấy anh bắt cóc Diễm My vậy, rồi mấy anh đổ lỗi cho tôi. Bị can này trình bày, mục đích đăng tải clip là để cầu cứu cho Diễm My và cho cộng đồng mạng biết sự việc sau khi làm việc với công an huyện Đức Hòa, cô mất tích tại đồn công an. Lê Thanh Trùng Dương còn khai nhận trong clip, bị can Lê Thu Vân đã nói trước đám đông tụ tập, công an huyện Đức Hòa bắt cóc người bà con ơi. Bà con ơi, công an huyện Đức Hòa bắt cóc con người ta không thả ra nè. Trùng Dương thừa nhận hành vi của nhóm người tại Thiền Am là vi phạm pháp luật. Trong khi đó, bị can Cao Thị Cúc khai nhận, đã nói công an đánh người luôn, đánh xong nó còn lôi ra cửa luôn. Vì cho rằng clip bị cắt ghép, chỉnh sửa, nên nội dung không đúng với sự việc thực tế. Khai thác dữ liệu lưu trữ trong ổ cứng lấy ra từ máy vi tính thu giữ trong phòng của Lê Thanh Nhị Nguyên, cơ quan điều tra xác định 7 file clip và 3 file ghi âm đã thể hiện rõ nhóm người ở tỉnh thất Bồng Lai Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ gây rối, xuyên tạc, xúc phạm công an huyện Đức Hòa. Trên cơ sở đó, cơ quan điều tra xác định các bị can đã cố ý sử dụng các clip và file ghi âm để biên tập thành clip hoàn chỉnh cầu cứu gấp tỉnh thất Bồng Lai sắp đổ máu, Diễm My bị bắt cóc mất tích tại đồn công an. Đáng chú ý, một trong 7 clip là do các bị can cố ý dàn dựng thêm hoạt cảnh và ghi hình, sau đó cắt ghép thêm đoạn âm thanh từ file ghi âm, rồi biên tập chỉnh sửa cùng các đoạn clip khác thành clip hoàn chỉnh, sau đó đăng trên YouTube. Công an tỉnh Long An khám xét tỉnh thất Bồng Lai. Chiều ngày 7 tháng 3 năm 2022, trao đổi với báo chí, Đại tá Văn Công Minh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An cho biết, cùng ngày, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh tiếp tục khám xét hộ bà Cao Thị Cúc, 62 tuổi, ngụ tại xã Hòa Khánh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, nơi tự xưng là tỉnh thất Bồng Lai, nay còn có tên gọi mới là Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ. Việc khám xét này nhằm để tiếp tục làm rõ các tội danh khác đối với một số người liên quan sinh sống tại đây.
Cũng theo đại tá Văn Công Minh, ngoài tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân, thì thời gian qua cơ quan an ninh điều tra còn tiếp nhận được những nguồn tin tố giác tội loạn luân và tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với ông Lê Tùng Vân và một số người tại tỉnh Thất Bồng Lai. Hiện tại công an đang tiếp nhận tố cáo này để tiếp tục xác minh điều tra. Trước đó, ngày 3 tháng 1 năm 2022, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố vụ án lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân theo quy định tại điều 331 Bộ luật năm 2015, bổ sung sửa đổi năm 2017. Ngày 5 tháng 1 năm 2022, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Đức Hòa đã ra quyết định khởi tố 4 bị can tại tỉnh Thất Bồng Lai, gồm Lê Tùng Vân sinh năm 1932, Lê Thành Hoàng Nguyên sinh năm 1990, Lê Thanh Nhất Nguyên sinh năm 1991, Lê Thanh Trùng Dương sinh năm 1995, cùng địa chỉ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ vi phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân, theo quy định tại điều 331 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Trong các bị can trên, chỉ có ông Lê Tùng Vân, 91 tuổi, được tại ngoại và bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Các bị can còn lại bị bắt tạm giam. Thời gian qua, cơ quan chức năng đang tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ, chứng cứ, chứng minh hành vi vi phạm pháp luật của những người có liên quan để xử lý theo quy định. Khởi tố vụ án liên quan đến tỉnh Thất Bồng Lai ở Long An. Chiều 4 tháng 1 năm 2022, liên quan đến những hành vi vi phạm, lợi dụng hoạt động tôn giáo từ thiện để trục lợi tại nơi tự xưng là tỉnh Thất Bồng Lai, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Long An đã khởi tố vụ án. Qua kết quả xác minh ban đầu, năm 2014, bà Cao Thị Cúc, sinh năm 1960, hộ khẩu thường trú xã Long Hữu Đông, huyện Cần Đước, mua lại nhà đất gần 2.000m2 ở ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, rồi chuyển về đây sinh sống, sau đó sửa chữa lại làm điểm tu tại gia. Sau đó, ông Lê Tùng Vân, sinh năm 1932, hộ khẩu thường trú tại phường 10, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh, chuyển về đây sinh sống cùng nhà với bà Cúc từ năm 2015. Tuy nhiên, qua xác minh, trước đây, ông Vân tạm trú tại xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh và tự phong là giám đốc trại dưỡng lão và cô nhi Thánh Đức. Đến năm 2007, do hoạt động không đúng theo quy định pháp luật về điều kiện vật chất, vệ sinh môi trường tại cơ sở không đảm bảo, việc chấp hành đăng ký tạm trú và đăng ký nhận con nuôi không tuân thủ quy định. Ngày 25 tháng 7 năm 2027, Ủy ban Nhân dân huyện Bình Chánh có quyết định chấm dứt hoạt động đối với cơ sở Thánh Đức. Đến năm 2015, ông Vân bán hết đất tại địa chỉ trên về tạm trú tại hộ bà Cao Thị Cúc ở ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An và hành nghề nhận nuôi con nuôi làm từ thiện. Ngày 1 tháng 1 năm 2020, ông Lê Tùng Vân đã làm lễ đổi tên tỉnh Thất Bồng Lai thành Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ. Đồng thời, theo thông tin từ ngành chức năng, kết quả xác minh cho thấy số trẻ em thanh niên sinh sống tại tỉnh Thất Bồng Lai, Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ đa số không phải trẻ em mồ côi cơ nhỡ. Liên quan đến tôn giáo, cơ quan chức năng khẳng định đây không phải là cơ sở tôn giáo. Về việc này, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An đã có văn bản khẳng định Tư Thất Bồng Lai tại xã Hòa Khánh Tây không phải là cơ sở tự viện hợp pháp do Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh quản lý. Những người đang sống và sinh hoạt tại đó không phải là tu sĩ Phật giáo. Sư giả và tỉnh thất tự phong. Liên quan đến việc tu tập, một số ý kiến cho rằng nhóm người ở tỉnh Thất Bồng Lai đã lạm dụng, đánh tráo khái niệm, một số thuật ngữ khái niệm liên quan đến Phật giáo. Theo Thượng tọa Thích Nhật Từ, Phó Viện trưởng Thường trực Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết, khái niệm cơ sở Phật giáo được xem xét dưới 3 góc độ. Đầu tiên phải kể đến việc, theo luật tín ngưỡng tôn giáo, tín ngưỡng Việt Nam, thì tỉnh Thất Bồng Lai chưa từng đăng ký nên không thuộc cơ sở tôn giáo. Mặt khác, xét trên phương diện giới luật của Phật giáo, trong quá trình hoạt động, ông Lê Tùng Vân sử dụng khái niệm tỉnh thất, sau đó đổi thành chùa, thiền am, thiền viện. Đây là những khái niệm Phật học chỉ cơ sở vật chất của Phật giáo với phạm vi xây dựng lớn nhỏ khác nhau. Chùa là khái niệm chung, thiền viện là khái niệm chỉ cho pháp tu. Thiền, thiền am và tịnh thất chỉ khái niệm một ngôi chùa nhỏ của Phật giáo. Ở góc độ này, ông Lê Tùng Vân không làm đúng theo những gì Đức Phật quy định, nên không thể gọi là cơ sở tôn giáo của Phật giáo. Vì người trong cơ sở phải là người xuất gia,
Thọ Giới Sa Di Tỳ Kheo. Ông Lê Tùng Vân và những người con của ông chưa từng trải qua việc này, nên việc xưng là chùa, thiền am, tịnh thất là trái với giới luật của Đạo Phật. Thứ ba, ở góc độ giáo hội, ông Lê Tùng Vân nói không theo Giáo hội Phật giáo Việt Nam thì đó là quyền lựa chọn, và đó không phải là vấn đề quan trọng, vì theo bất kỳ một giáo hội nào cũng phải tuân thủ quy định của giáo hội đó. Ông Vân chưa từng tham gia giáo hội nào, nên việc tự xưng thiền am, tịnh thất, thiền viện đều sai. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo Trân rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin chào và hẹn gặp lại.